Câu chuyện xảy ra vào năm 2007 với ông Thạch Thành Cương, một cư dân tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ông Cương trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ trúng giải độc đắc trị giá 5 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 17,5 tỷ đồng. Với số tiền khổng lồ này, ông nhanh chóng được bạn bè và hàng xóm gán cho biệt danh người may mắn. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tay gang. Chỉ ít lâu sau khi nhận giải, ông Thạch cùng gia đình đột ngột biến mất, không dấu vết. Điều kỳ lạ hơn là 24 người thân và bạn bè của ông đồng loạt nhận được tin nhắn với nội dung ngắn gọn. Tôi bị tai nạn giao thông, thời gian này không thể về nhà. Dòng tin nhắn bất thường đã khiến những người nhận vô cùng hoang mang. Đặc biệt, 24 người này đều từng liên lạc với ông Thạch để đòi nợ nhưng không nhận được đồng nào. Nghi vấn và lo lắng nhanh chóng lan rộng. Cuối cùng họ quyết định trình báo với cảnh sát địa phương. Tháng 11 năm 2007, Công an quận phố Đông Thượng Hải, Trung Quốc liên tục nhận được hơn 20 trình báo. Nội dung của các báo cáo này giống nhau đến kỳ lạ. Tất cả đều liên quan đến việc ông Thạch mất tích và tin nhắn lạ lùng mà ông gửi đi. Những người báo án đến từ nhiều mối quan hệ khác nhau, từ bạn thân, người thân, người thân xa cho đến cả người giúp việc của gia đình họ Thạch. Hiện tượng bất thường này khiến cơ quan điều tra của Trung Quốc phải vào cuộc quyết liệt. Cảnh sát cố gắng liên hệ với ông Thạch nhưng mọi cuộc gọi đều không có hồi đáp. Ngôi nhà của ông cũng đóng kín cửa, không ai ra vào. Qua lời kể của bạn bè và người thân, ông Thạch được miêu tả là một người nhiệt tình và luôn thích chia sẻ về các cơ hội đầu tư. Ông thường kể bản thân đã đầu tư toàn bộ tài sản vào bất động sản và tích cực kêu gọi bạn bè, người thân tham gia, hoặc xin vay mượn để chơi lớn. Ban đầu, ông đúng hẹn trả lãi cao cho những ai đầu tư cùng. Một trong số đó là bà Triệu, người từng cho ông vay hàng chục nghìn nhân dân tệ. Theo điều tra của cơ quan điều tra, đằng sau vẻ ngoài hào nháng ấy, một bí mật đáng sợ đang ẩn giấu. Hóa ra, ông Thạch không hề đầu tư bất động sản như mọi người vẫn nghĩ. Thậm chí, sau lưng người đàn ông này là khoản nợ lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Đội điều tra chuyên trách nhanh chóng phát hiện tài khoản ngân hàng của ông Thạch đã trống rỗng. Còn các tài sản đứng tên ông đều bị thế chấp, không có dấu hiệu nào cho thấy ông đang sở hữu khối tài sản lớn. Thực tế, ông Thạch bị nghiện mua vé số và nuôi ảo tưởng rằng mình có thể thắng lớn. Ông từng trúng giải thưởng hàng triệu nhân dân tệ nhưng không đem đi trả nợ mà lại đổ hết vào việc mua thêm vé số để mong vận may lại gặp. Tuy nhiên, may mắn không còn mỉm cười khiến người đàn ông rơi vào vòng xoáy nợ nần. Ông phải liên tục vay thêm tiền để giả vờ trả lãi cho mọi người, hòng che lấp các khoản nợ trước đó. Mãi đến khi không thể kiểm soát được nữa, ông chọn cách bỏ trốn. Qua lần theo dấu vết, cảnh sát phát hiện ông cùng gia đình đang lẩn trốn tại thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Tiếp nói bản tin là một điểm báo với các bài viết đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Bài viết đầu tiên được đăng tải trên báo điện tử VOV với nhan đề món quà đặc biệt của học sinh vùng khó mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Những ngày này, các học trò vùng khó khăn ở huyện miền núi Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị đã tri ân thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam với những món quà rất đặc biệt. Quà của các em chỉ đơn giản là những nhánh hoa rừng hay là nông sản trên nương dẫy mang tặng thầy cô bằng tất cả tấm chân tình. Những năm vừa qua, chính quyền ban ngành tỉnh Quảng Trị đã luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục miền núi. Tuy nhiên, đời sống của đồng bào dân tộc miền núi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc dạy và học của học sinh. 15 năm gắn bó với sự nghiệp dạy và học ở miền núi còn khó khăn, nhiều thầy cô giáo không còn lạ gì với cảnh các món quà của học sinh chỉ là đơn giản là những bó hoa rừng những cái nải chuối những quả đu đủ học sinh tặng nhưng trong lòng luôn xúc động cũng thấy thương học trò của mình nhiều hơn trẻ cũng mạnh dạn chia sẻ cho những nghe những cái câu chuyện ở trên lớp và từ những cuộc trò chuyện rất chân tình đó thì tình cảm thầy và cô dường như không thể tách rời Thưa quý vị, trên báo điện tử vnexpress.net có bài viết 4 nhà phải chung tay mới đẩy thông nhà ở xã hội tại thóc sâu sở hữu nhà xã hội từ giấc mơ đến hiện thực do Tập đoàn Hoàng Quân và Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào ngày 17 tháng 11. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trường BIDV cho biết, tiến độ triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp đang rất chậm. Trong đó, nhà nước giữ vai trò là đầu tàu, các địa phương chủ động xây dựng, giả soát, thực hiện quy hoạch quỹ đất cho nhà ở xã hội và cần sớm nghiên cứu, ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp với đặc thù của địa phương. Về phía nhà băng nên xem xét lại câu chuyện về lãi suất vay ưu đãi, sao cho thực sự ưu đãi với nhóm thu nhập thấp. Nhà phát triển dự án dừng tư duy làm cho xong mà phải làm cho tới. Bởi nhà ở xã hội cũng phải đảm bảo về chất lượng đầy đủ về hệ sinh thái liên quan gồm hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện hay là chợ. Thời gian vừa qua, Bộ Công an thông báo và thông tin cho biết thêm các đối tượng thường thuê, sử dụng khách sạn, căn hộ trung cư, các khu resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng chất cấm. Trên dân trí có bài viết xuất hiện một số cán bộ, nghệ sĩ, cầu thủ, diễn viên tổ chức sử dụng ma túy. Theo Bộ Công an, từ năm 2022 đến nay, lực lượng Công an Nhân dân đã chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện đấu tranh hơn 67.000 vụ việc và bắt giữ hơn 105.000 đối tượng, thu giữ gần 1,6 tấn heroin, hơn 1,7 tấn cần sa, hơn 7,6 tấn và 7 triệu viên ma túy tổng hợp. Tuy nhiên công tác giảm nguồn cầu về ma túy thì vẫn tồn tại gặp khó khăn khi người sử dụng trái phép ma túy nghiện ma túy thì chưa hề được giả soát. Và thời gian tới Bộ Công an sẽ đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra Bộ cũng sẽ tập trung đấu tranh quyết liệt bắt giữ tội phạm ma túy theo hướng mở rộng toàn bộ đường dây, không chỉ đánh khúc giữa, phối hợp hiệu quả giữa công an điều tra với viện kiểm sát trong việc thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý tội phạm ma túy để ngăn chặn hiệu quả nguồn cung nhằm không tác động xấu đến môi trường, xã hội, an ninh trật tự và đặc biệt là nguồn cầu ma túy ở trong nước. Giải pháp nào để giải quyết bài toán ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội những năm gần đây? Máy bay có tầm bay xa nhất thế giới hứa hẹn của cách mạng hóa ngành du lịch. Trồng rong biển đang mang lại hy vọng cho người dân Kenya nhà để ảnh hưởng tới biến đổi thi học. Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC14. Ngày 18 tháng 11, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 25 ca mắc sởi, tăng 9 ca so với tuần trước đó. CDC Hà Nội nhận định số mắc sởi đang có xu hướng gia tăng. Dự báo trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc bệnh. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, trong 25 ca mắc sởi mới, có 20 ca mắc chưa tiêm chủng vaccine và 5 ca mắc chưa tiêm đầy đủ vaccine phòng sởi. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, số ca mắc sởi của toàn thành phố là 87 trường hợp tại 23 quận huyện. Bệnh nhân phân bố theo nhóm tuổi, trong đó có 26 ca mắc dưới 9 tháng tuổi, chiếm tỷ lệ 29,9%. 16 ca từ 9 đến 12 tháng, chiếm 18,4%, 14 ca mắc từ 13 đến 23 tháng, 16,1%. 10 ca mắc từ 24 đến 60 tháng là 11,5% và 21 ca mắc trên 60 tháng tuổi là 24,1%. CDC Hà Nội nhận định số mắc sởi đang có xu hướng gia tăng. Bệnh nhân ghi nhận giải rác trên địa bàn, chủ yếu ở người chưa tiêm chủng vaccine hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Dự báo trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc bệnh. Trước thực tế trên, CDC thành phố cũng đề nghị các trung tâm y tế quận huyện, thị xã cần tăng cường các hoạt động giám sát sốt phát ban nghi sởi, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 100% các trường hợp nghi ngờ mắc, tổ chức khoanh vùng, xử lý triệt đề khu vực có bệnh nhân và ổ dịch theo quy định. Cũng liên quan đến bệnh sởi, trong 5 tuần trở lại đây, số ca mắc sởi tại tỉnh Đồng Nai tăng rất mạnh. Mỗi tuần có cả trăm bệnh nhân mắc sởi vào viện điều trị và tuần sau cao hơn tuần trước. Ngày 18 tháng 11, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do mắc bệnh sởi là một bệnh nhi 8 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa, sau nhiều ngày mắc sởi đã không qua khỏi do biến chứng viêm phổi nặng. Theo hồ sơ bệnh án ngày 15 tháng 11, gia đình đưa bé đi khám tại bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, được chẩn đoán bị bệnh sởi biến chứng viêm phổi, cần nhập viện điều trị. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi sốt cao liên tục kèm ho, sổ mũi, phát ban toàn thân. Sau khi nhập viện được 3 giờ, người nhà xin cho bé xuất viện về nhà. Bé về nhà còn sốt, ho và khó thở tăng dần, người nhà cho uống nước gừng không đi khám. Sáng ngày 18 tháng 11, người nhà phát hiện bé tím tái và gọi không trả lời nên đã đưa bé đến bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ngưng hô hấp tuần hoàn, hôn mê sâu, môi tím, nồng độ oxy trong máu không đo được, mạch và huyết áp bằng không, hồng ban giải rác toàn thân, chấm xuất huyết giải rác vùng mặt, đồng tử hai bên giãn và cứng cơ hàm. Sau khi cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn 50 phút, bệnh nhi được xác định tử vong ngoại viện do bệnh sởi biến chứng viêm phổi nặng.